Theo tin mới nhất từ Cộng tác viên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam vừa gửi về từ Iran, vào khoảng 7 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển thợ quân khí giỏi của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã di chuyển an toàn từ Nga đến Iran, nơi đội tuyển sẽ luyện tập thi đấu trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021. Sau 4 giờ di chuyển bằng máy bay quân sự do nước chủ nhà Liên bang Nga bảo đảm, đội tuyển quân khí giỏi đã tới Iran. Đây là lần đầu tiên đội tuyển thợ quân khí giỏi của Việt Nam tham gia cuộc thi giữa các chuyên gia sửa chữa vũ khí tên lửa và pháo đến từ 8 quốc gia. Sau hành trình dài, các thành viên trong đội tuyển đều có sức khỏe tốt, được ban tổ chức bố trí ở tại Học viện Phòng không thuộc các lực lượng vũ trang Iran. Đây cũng là thao trường mà các đội sẽ thi đấu. Theo lịch trình, sau 3 ngày cách ly y tế, đội tuyển sẽ tiến hành luyện tập trong 10 ngày và sẵn sàng tham gia thi trong 12 ngày. Năm nay, các đội sẽ thi đấu các nội dung như sửa chữa các chủng loại pháo, sửa chữa tiếp sức vũ khí bộ binh, tiếp sức tổng hợp cho toàn bộ kíp sửa chữa. Toàn đội quyết tâm rèn luyện, phấn đấu giành kết quả tốt nhất tại hội thao.